Đây là cái resort Melia Đà Nẵng. Ở phía cổng bắt đầu bước vào bên trong. Mình tới được cái resort tên là Melia. Đây là cái tập đoàn của những người Tây Ban Nha đó. Họ mở chi nhánh ở bên Việt Nam mình. Đây là khu vực lễ tân, cái sảnh lớn á. Đây là con là quản lý ở đây hả? Dạ, con quản lý bộ phận tiền sảnh thôi. À. Sảnh có nhiều cái quản lý. À. Các outlet nhỏ. À. Quản lý sảnh. Mình mới tới check-in xong thì họ có cái nước để mời mình uống. Đây là khu vực lễ tân. Có xe bus chở du khách đến. Ở đây có cái quán cà phê Hai Tea ở ngay trong cái sảnh luôn. Cà phê này tên là Elix. Rồi con gái nó order một cái gọi là Hai Tea. Giá cho hai khách là 339.000, bao gồm trà hoặc là cà phê. Ngọc Hân đặt cái Hai Tea. Ở trên này có trái quýt, rồi trái nho. Ở dưới này có những cái bánh ngọt. Cái bánh tròn tròn tên gì quên rồi, tự nhiên macaron kiểu của người Pháp rồi đó. Những cái bánh rồi phía dưới có cá hồi, cái bánh mì, có mấy cái trái ô liu, rồi sandwiches với chắc là pudding hả? Cái này pudding hay là chao lô gì đó. Với lại ba ly cà phê sữa đá. Ngon ha. Trưa ăn nhẹ về tốt rồi. Ở phía sau sảnh mình nhìn thấy thì ở đây có ba cái tòa nhà. Tòa nhà H1, rồi những cái villa ở phía trước gần bãi biển, rồi bên đây là chữ H số 2, rồi còn cái số 3 ở phía sau đó nữa. Cái phòng ăn thì là ở phía dưới của cái tòa chính giữa. Ăn có thể ngồi bên trong hoặc là bên ngoài. Buổi sáng thì họ bao gồm sẵn cho mình rồi. Khu lễ tân để check-in thì nằm ngay khoảng giữa hai cái tòa nhà H1, H2. Rồi bây giờ thì họ đang làm thêm một cái khu lễ tân chưa có mở cửa, nhưng mà dành cho những người ở khu level. Có nghĩa là những cái không phải là villa nhưng mà giống như bungalow vậy đó. Thì sắp sửa hoàn thiện để mà có thể check-in tại nơi này. Ở resort ở đây thì họ có những cái xe đạp để cho mượn, để cho du khách có thể chạy lòng vòng chơi ở trong đây hoặc có thể đi ra ngoài phố. Ở tại resort này cũng có làm spa. Họ cho mình hai cái phiếu để giảm giá. Mỗi cái package này giảm được 200.000. Đây có những cái quảng cáo để ai muốn làm thì có thể làm. Ở đây có một cái club ở trong resort tại đây, nếu mà ai muốn ăn barbecue seafood buffet hoặc là muốn nghe live music thì có cái giá cả và có thể ăn những cái món người ta cung cấp tại nơi đây. Đây có cha mẹ và đứa con, dễ thương không? Đây có cái hồ nhỏ nhỏ. Qua cái cầu chơi. Bây giờ mình lên phòng nha. Sáng là ăn sáng giờ hàng ngày nha cô, từ 6 rưỡi đến 10 giờ sáng à. À, ăn sáng đây ha. Dạ.
À, bữa thức ăn châu Á. À, vậy cũng tốt. Buổi sáng thì cũng Tây Tàu đủ thứ ha. Buổi sáng thì có tốt ghê á. À ha. Dạ. Mình đi xuống một con đi để đi xa. À, con bên đây ha. Tầng 3. Tầng mấy? Tầng 3. Tầng 3 hả? Số 2 chắc là building số 2 đó hả? Ừ. Rồi, rồi, rồi. Ok. Cảm ơn con. Nó đóng rồi. À, mình lên tầng 3. Ở giữa có cái công viên nhỏ nhỏ đây nữa. Rồi mình đi ra. 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 5. Đây đây. Này phía sau. Ở dưới đi bộ lên nhưng mà mình đi thang máy. Cơ sở cũng rộng quá. Welcome to my room. À. Để quay cho các bạn xem nha. Mới vô là ai muốn có cái safe đây để đồ, dưới đó có mấy đôi dép, có 3 cái nón lá, bán lá ra biển chơi, có 3 cái áo bàn ủi, rồi để hành lý trên đó bày ra cũng tốt. Đây có mấy cái ly nước này kia rồi. Đó, có cái bar nhỏ nhỏ, mini bar. Đây có 2 cái giường. Một cái giường lớn, một cái giường nhỏ. Đây có cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Có cái sofa con tròn tròn cũng vui, ngồi chơi. Có cái tivi lớn, nằm nghe đây. Có cái bàn làm việc đây nữa, tốt quá, rộng rãi, thoải mái. Rồi hành lý tới nơi rồi. Đây có cái phòng vệ sinh nha. Phòng vệ sinh đây có 2 cái bồn rửa mặt. Khăn đầy đủ. Có 2 cái cửa sổ để nhìn ra bên ngoài. Có cái bồn tắm. Có cái shower. Rồi. Đây, đây có cái bông sen để tắm, cái shower và có cửa kiến, xà bông đầy đủ. Bên đây có cái bồn vệ sinh, đi vệ sinh rất là căn bản riêng tư. Đóng cửa lại, chuyện ai nấy làm. Đây là tắm không có dân nước, hy vọng. Dạ, cái này hy vọng. Hy vọng cũng không có làm ướt ra bên ngoài. Dưới này cũng có được sấy tóc. Đó, có khăn nhỏ. Có mấy cái dụng cụ vệ sinh nhỏ nhỏ cung cấp đầy đủ ở đây. Ở trong phòng mình nhìn xuống khu lễ tân ở bên tay phải. Đường này qua khu H3, một cái building kế bên. Rồi bây giờ mình được đi xe điện chở đi một vòng để cho biết cái khuôn viên của cái resort này. Đây này là building nha. Building số 1 đây. Số 1 ha. Lễ tân mình kia. À, lễ tân của khoảng giữa đó, thấp thấp đó. Đây building số 1. Này mà chạy phía sau của lễ tân này ha. Khu bungalow đó con, bungalow level. Có mấy cái khu bungalow lận? 3 cái hả? Đây là khu spa nha, ai có làm thì ghé đây. À, gần nghe biển luôn ha. Nhà hàng Cách Nam. Nhà hàng
cáp nào. Yeah. Nhà hàng này cũng theo cái đặt đặt món vậy ha. Yeah. Đây là level 2. Level số 2 luôn. Dạ. Đây số 3 ha. Đây là H3 đó. À, H3 đó. B3 đó. À, à. Đây mấy cái khu bungalow. Có 2 tầng. Cái chính giữa là cái gì con? Chơi giải trí rồi. À, còn ở đây là hồ bơi để những khách ở trong level này. À. Ai ở cái khu bungalow level ở đây thì có cái hồ bơi riêng ở trong này. Mỗi mỗi level đều có một cái hồ bơi riêng. Dạ dạ. Yeah. Còn những khách có hai cái chính này. Hai cái chính. Chính là bằng cái men buôn bên kia bên level đó, lại bị giá bán sữa đó. À ha. Lại một cái cái gì buôn miệng dạng này cũng vậy. À ha. Đây là kit club. À, cái chỗ này cho con nít tới chơi đó ha. Ở đây có Kids Club dành cho các cháu nhỏ. Mấy cháu nhỏ nếu có muốn vào trong đây chơi thì cũng an toàn. Rồi cha mẹ có thể đi làm spa hay gì đó, cũng tiện. Ở gần với sát bờ biển đây. Có cái hồ bơi bên ngoài dành cho các cháu nhỏ nữa mà để mình đi ra đó. Ở đây có hồ bơi riêng cho các cháu cho nên rất là an toàn. Nước cạn thôi, cũng có cái hàng rào kiến để nhìn ra biển. À, đây có cái phòng gym. Phòng gym này quay ra hướng biển cho nên cũng đẹp. Hồ bơi chính bên đây có mấy cái dù đây ha. À, đây cái hồ bơi chính nha. Ô dạ, Infinity rồi ha. Nhìn ra luôn. Dạ dạ, quá đã, quá đã. Biển này xuống được không con? Sóng hơi chút xíu mà người ta chơi được không? Tắm cho tắm không? Dạ, dạ. À. Tùy theo những nhân viên giải trí nào. À ha. Thấy được thì hợp cho mình. À, dạ. Ok. Chắc gió hay sóng gì đó đang lát ra sóng là gió lớn rồi gì à, họ sợ ha. Dạ dạ. Thank you. Cái tròn tròn bên trái là gì con? Dạ đây là nhà hàng của level 2 ha. Đây khu level 2. Level 2 thì cũng gần cái building số 2 luôn ha. À. Xa xa. Xa xa. Bắt đầu nhìn tưởng. Hàng Nhật nữa. Có nét là lạ. À, nhìn. Hello, hello. Trở lại khu lễ tân. Cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ. Bờ biển ở đây, chỗ khu nghỉ dưỡng của mình thì ở phía nam của thành phố Đà Nẵng, ở phía trước đó. Bãi rất là sạch và rất là dài. À, không có thấy rác cho nên cũng rất là sạch sẽ, nhưng mà con cái sóng lớn quá cho nên người ta treo cờ đỏ và không có cho bơi bởi vì rất là nguy hiểm. À, cho nên mình chỉ đi ra nhúng cái chân cho ướt chơi. Ở đây là
cái nhà hàng tên là Cape Now, có thể đặt các món ăn ở đây. Bây giờ là happy hour cho nên con gái đặt nước. Cheers. Wow. Uống đi rồi mỗi người chia cho tôi một chút nữa ha. Chiều hôm nay mình vô nhà hàng của resort, mình ăn cơm gà Hội An. Đây có cơm, có gà, một ít rau ở tại nơi đây, và có một dĩa nước súp, một cái canh rau. Đây canh rau, một số nước chấm. Còn Hạnh thì ăn bò gì đây? Bò lá lốt. Bò nướng lá lốt. Cái chữ của nhà hàng này không biết đọc là gì, giống chữ xa xa quá. Khu này có cheese với lại thịt nguội ăn với bánh mì. Ở đây có các loại cereal với lại mứt ăn với bánh mì. Có loại nước uống nữa, sữa tươi, cacao, rau củ xào, cơm trắng, cà ri kiểu Ấn Độ. Đây là bánh phồng tôm chiên theo kiểu Ấn Độ, với chua dẻo, bánh này kia vân vân, hột. Có sushi. Đây là khu chiên trứng, có bacon, xúc xích, cà chua nướng, mù tạt vàng, há cảo, có xôi nha, thì có bí đỏ. Đây là gà nướng, sườn kho, tiêu xanh. Thì có các món salad ở đây. Ở đây có cà phê, trà pha sẵn. Ở bên đó thì có thêm cái máy để làm cà phê theo ý muốn của mình. Có sữa, có cream, và các loại nước uống, trái cây và nước lạnh. Ở chính giữa đây có cái bar để pha thêm nước. Mình có thể đặt làm cà phê có trang trí phía trên, không phải trả thêm phí. Đẹp quá. Ở buffet đây sáng cũng có cao lầu. Rồi mình sẽ tận hưởng cái món đặc sản ở vùng Đà Nẵng, Hội An với lại Quảng Nam ở đây. Này là trứng omelette với bánh hỏi chả lụa. À, sống to quá. À, cái này không có ra nổi. Hôm qua chú mới bước xuống dưới đó, đứng chút xíu nó kéo đôi dép ra. Mạnh. Dạ, mạnh quá. Bạn nam tên là Liên, làm việc ở đây ha, lo là lifeguard ha, coi chừng mấy người giữ an toàn cho anh em ha. Rồi ngoài ra thì ở đây thì Liên thỉnh thoảng xuống dưới bãi biển lượm được mấy cái
vỏ sò, vỏ ốc này kia đó làm con gì đi con? Làm dạ, gì đây? Cái này thì cũng gọi là con đại bàng đấy. À, để yên đó. Con đại bàng. Ồ đúng rồi, tôi quay ngang qua cái thấy cái mỏ đó. Wow, nhìn ra cái dạng luôn. Hay quá. Rồi lại Liên còn đem lên để biếu mình một cái vật kỷ niệm. Đây một đó, con này nhỏ hơn. Quá hay ha, giống như con đại bàng. Cái ý tưởng này hay thiệt nha, cái con sò quay ngược lại giống cái mỏ nó quặp xuống vậy đó. Dạ. Quá đẹp, quá đẹp. Wow, kỷ niệm lên YouTube nha. Dạ. Rồi, cảm ơn Liên nhiều lắm. Dạ, dạ. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye.